Lấy con hai bình miếng tráng. Lấy con hai bình miếng tráng đem về. Chứ gì ta, hai bịch là ta. Chứ lấy con một đậu nành với ba đậu xanh nóng. Nóng hết rồi, mình nóng luôn. Một nành ba xanh. Nóng ít đường nha cô. Dạ. Sữa thơm. Trà đào nữa cô. Yeah.
vài bữa chứ phải đăng ký một khóa dở quá. Chào mừng xuân Canh Tí ngày 17 đến ngày 19 tháng 1 2019. Thì ở đây là công viên nhỏ kế bên cái gì ta, cái ngã 6 nè các bạn. Đó thì bây giờ là mình mới mua xong bánh tiêu bánh tráng đây đó về.